Chuyên mục Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Pro-choice hay chỉ là lựa chọn mang tính ích kỷ? Tiến sĩ Trần Mỹ Duyệt. Tình hình xã hội tại Hoa Kỳ đang phải lao đao với đại dịch Vũ Hán COVID-19. Xăng dầu vật giá leo thang ảnh hưởng việc Mỹ tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine. Nay bỗng nổ lên sóng gió liên quan đến nguồn tin rò rỉ là tối cao pháp viện với đa số thẩm phán bảo thủ sẽ thay đổi phán quyết Roe v. Wade. Các cuộc biểu tình xuống đường ồ ạt được tổ chức, phe ủng hộ, phe phản đối. Theo tin của tờ The Pillar, một bản dự thảo phán quyết của tối cao pháp viện Hoa Kỳ do chánh án Samuel Alito soạn nhằm hủy bỏ phán quyết Roe v. Wade đã được rò rỉ cho báo chí. Bản dự thảo dài 98 trang này là một tài liệu sẵn sàng lật ngược hai quyết định mang tính bước ngoặt đã định hình luật phá thai và chính trị quốc gia trong nhiều thập kỷ. Đó là phán quyết Roe kiện Wade hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc vào năm 1973 và Planned Parenthood kiện Casey nhằm khẳng định phán quyết Roe vào năm 1992. Theo tờ Politico, dự thảo ý kiến có sự ủng hộ của Alito, tác giả của nó, cùng với các thẩm phán Thomas, Gorsuch, Kavanaugh và Barrett, thẩm phán Sotomayor, Breyer và Kagan sẽ bất đồng quan điểm. Điều chưa rõ ràng là chánh án Robert sẽ bỏ phiếu như thế nào trong vụ án mang tính bước ngoặt này. Trả lại các phán quyết liên quan tới chính sách phá thai về cho các cơ quan lập pháp của tiểu bang. Đó là mục tiêu giai đoạn đầu trong hầu hết các cuộc vận động chính trị for sự sống pro-life kể từ năm 1973 khi Roe được phán quyết. Những gì đang xảy ra hiện nay dĩ nhiên mang nhiều yếu tố từ văn hóa, xã hội, nhất là tôn giáo và chính trị. Nhưng điều khiến nhiều người phải suy nghĩ là tại sao lại có những người bà, người mẹ, những cô gái lại hăng say và cuồng nhiệt đòi phải được giết con, giết cháu mình ngay khi những đứa trẻ chưa chào đời? Và tại sao lại có những người chồng, người cha, người ông, những thanh niên cũng nhiệt tâm ủng hộ việc giết chết một bào thai ngay khi nó còn nằm trong dạ người vợ, người tình hay bạn gái của mình như vậy? Đừng nghĩ rằng họ thuộc thành phần đồng tính, hôn nhân đồng tính hay chuyển giới, vì những người trong các thành phần này thường được gắt ghép có liên quan đến phong trào phá thai. Nhưng những người đàn ông, đàn bà bình thường khác thì sao? Điều này khiến người viết nhớ lại câu nói của một bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng tại vùng Little Sài Gòn, đã nói ở thập niên 1990. Ngày nay phụ nữ phá thai nhiều hơn đẻ. Ý ông ám chỉ phụ nữ Việt Nam. Khi còn là sinh viên theo học môn tâm lý phụ nữ, tôi cũng đã đọc và nghiên cứu về hiện tượng phá thai và ảnh hưởng tâm lý của nó. Những tài liệu mà tôi đọc và nghiên cứu ở thời 1980 đều xác định rằng hành động phá thai gây nên những hậu quả trầm trọng về tâm lý. Có những phụ nữ bị ám ảnh suốt đời về việc mình phá thai, và có những phụ nữ mang những hội chứng tâm lý sau khi phá thai, đòi hỏi phải qua thời gian điều trị dài mới hết. Không những có những ảnh hưởng về tâm lý, tâm bệnh mà còn ảnh hưởng cả về thể lý. Có những sơ suất khi phá thai đã khiến người phụ nữ mất mạng, triệt tiêu đường sinh sản hoặc gây ra những biến chứng về đường sinh sản sau này. Nhưng đó là những gì mà các nhà nghiên cứu của thập niên 80. Còn bây giờ thì sao? Thật là ngạc nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, phong trào phụ nữ bình quyền, phong trào đồng tính, hôn nhân đồng tính và chuyển giới được báo chí, các phương tiện truyền thông cánh tả điên cuồng ủng hộ, phát động. Quan niệm về cái nhìn về phá thai đã được coi nhẹ. Có những phụ nữ sau khi phá thai đã phát biểu cảm tưởng của mình, đại khái như một lần đau bụng và đi cầu, xong rồi thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng có mấy ai một cách nghiêm chỉnh, khách quan và bình tĩnh trả lời, phá thai có phải chỉ là một hành động tâm sinh lý như việc đau bụng và đi cầu không?
Ngược lại, kinh nghiệm đã cho thấy phá thai là một việc làm để lại nhiều vết thương trong tâm lý sống của một người. Ngay ở những bệnh nhân tại các bệnh viện tâm thần, dấu hiệu post-traumatic về phá thai vẫn xuất hiện và ảnh hưởng trên các bệnh nhân này. Điều này dễ hiểu vì mang thai làm mẹ là một thiên chức cao cả của người phụ nữ. Bỏ mất thân chức này vì bất cứ lý do gì đều là những mất mát. Một câu nói mà những người ủng hộ phá thai thường nói: My body, my choice. Thân thể của tôi và lựa chọn của tôi. Thân thể của tôi và lựa chọn của tôi nghe như không hợp lý và rất ích kỷ. Những câu nói mang tính vô cảm, hàm chứa lối suy nghĩ ấu trĩ, thiếu trưởng thành về mặt tâm lý và đạo đức. Đây không có ý nói về những trường hợp phá thai vì những lý do sức khỏe và mạng sống của người mẹ, hoặc những lý do rất cá biệt của từng trường hợp. Nếu ngày trước bố tôi hay mẹ tôi cũng nói với tôi câu My body, my choice, liệu hôm nay tôi có xuất hiện trên cõi đời này hay không? Nếu bố tôi, mẹ tôi bây giờ nghe được câu nói ấy, liệu họ nghĩ thế nào về tôi? Về cái tình yêu mà họ đã dành hết cuộc đời mình cho tôi? Một câu chuyện được nhiều báo chí tường thuật về một bữa tiệc mà mẹ Teresa Canquita được mời và là khách mời danh dự. Trong bàn tiệc hôm đó, Hillary Clinton, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, đã ghé tai hỏi mẹ câu này: Tại sao một cường quốc như nước Mỹ lại không có một nữ tổng thống? Và mẹ Teresa đã ôn tồn trả lời: Vì vị nữ tổng thống này đã bị mẹ bà ta giết chết ngay trong bụng rồi. Xã hội cũng đừng đổ thừa cho ảnh hưởng tôn giáo đã phá vỡ hoặc ngăn cản hành động phá thai. Thật ra người Công giáo hay không Công giáo cũng chẳng khác nhau gì trong quan niệm về phá thai. Kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, con số cử tri Công giáo bầu cho ứng viên ủng hộ phá thai là Joe Biden chiếm đa số. Tóm lại, theo cơ quan y tế thế giới WHO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 40-50 triệu vụ phá thai. Con số này tương đương với 125.000 trường hợp phá thai mỗi ngày. Đó chỉ là những con số thống kê trên giấy tờ, còn trong âm thầm thực tế, không ai biết là đã có bao nhiêu thai nhi bị giết vì hành động phá thai. Và trong những con số các em này đã và sẽ có bao nhiêu nữ tổng thống, quốc trưởng đã bị và sẽ bị bóp chết ngay trong lòng mẹ của họ. Không biết một cuộc chiến nguyên tử có khủng khiếp bằng cuộc chiến phá thai hay không, nhưng căn cứ vào con số các thai nhi bị giết thì cuộc chiến phá thai đang gây ra những tổn thất về nhân mạng hết sức kinh khủng. Hãy cầu nguyện cho thế giới và cho tệ nạn phá thai, vì phá thai là một tội ác nghiêm trọng cần được chấm dứt. Nó không chỉ thuộc phạm vi cá nhân mà còn có ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Trần Mỹ Duyệt, hẹn gặp lại. Xin Chúa ia chúc lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ. Cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. An vui cũng như đau buồn tấm lòng mẹ cha, ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời.